Cái gì thế? Đi đâu mà ra mặt ỉu xìu đó thế? Làm gì như đứa đám này? Nào, tâm sự bạn ơi, tâm sự. Đi nộp CV xin việc, công ty nào cũng đòi hỏi yêu cầu kinh nghiệm trên một năm. Mà ta mới ra trường thì lấy đâu kinh nghiệm nữa cơ chứ. Nè, có vẻ lâm ly bi đát nhỉ. Rồi, tôi bình tĩnh, đợi xem cái CV xem nào. Dạ. Ôi trời ơi. Thế này á, người ta không nhận là đúng rồi, khiếp lại đổi tại số. Ừ ấy, cái này biết sao không, là do bạn không dùng cái đầu đấy bạn ạ. À. Chuyện gì khiếp này, có cái CV nào nó trắng tinh như cái chi tiết của mày đây này không? Thế bây giờ tao phải làm nào? Ngu, ngu lắm con ạ. Đây nhá, nghe tao nhá. Trước có phải là tao chạy xe cho Uber đúng không? Nhưng mà bây giờ tao mà ghi là chạy xe cho Uber với CV thì có phải nghe nó quê một cục ấy đúng không? Quá chuẩn luôn. Chính vì thế là nhanh trí sửa lại thành. Tôi đã từng có kinh nghiệm làm việc cho một tập đoàn vận tải công nghệ cao đa quốc gia, là người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng từ đầu tới cuối. Vỗ tay, vỗ tay. Đừng có lõ, nghiên sang hẳn cái CV đúng không? Để đây như tao nhé, như tao nhé. Tao từng làm cho Afood, chẳng nhẽ lại ghi là từng làm bồi bàn cho Afood đúng không? Đúng không, nên tao sẽ ghi là từng có kinh nghiệm làm cho chuỗi nhà hàng với chi nhánh trên toàn thế giới, có tổng tài sản đến tới hàng tỷ đô la đấy. Này, còn là thái độ và hành động của tao còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của nhà hàng đấy. Này còn nữa, còn có kinh nghiệm làm cho môi trường chịu áp lực cao. Deadline theo phút luôn đấy. Đây đây, kinh nghiệm là ở đây chứ ở đâu? Chứ còn gì nữa, được nói luôn đúng không? Hai bọn mày. Đấy là bọn mày còn đi làm thêm rồi, còn có cái để viết được CV. Bây giờ tao chưa đi làm cái gì thì biết cái gì. Này bạn ơi, không làm á, mà đợi có kinh nghiệm ghi vào CV á, thì chỉ có nước ấy. Nước gì? Ăn được b**** cái gì? Ăn được b**** cái gì? Có mỗi một câu mà nói mãi. Không, bạn ơi, bà lại sai rồi. Cái nước này á, nó còn đỉnh cao hơn nữa cơ. Nước gì? Đây nhá, mày chưa từng làm cho Uber đúng không? Nhưng mà mày có kinh nghiệm lái xe đúng không? Đấy, mày ghi vào là từng có kinh nghiệm vận hành hệ thống vận tải, thực hiện thành công nhiều hành trình quan trọng ở mức độ an toàn tuyệt đối, nó chi phí bảo đảm tối thiểu, mà độ thành công thì tối đa. Ôi kinh chưa, nhà nước và chính phủ còn cấp giấy phép bảo hành trọn đời, chứ cần lãnh thổ Việt Nam luôn. Được của nó lên bạn, chứ còn gì nữa. Đấy, không bỏ ra giấy bút đâu, ghi vào sắm sửa cho mình một cái CV mới đi, chứ còn gì nữa. Nhưng mà có mua ít thế này á? Ít thì mày thêm vào đây nhá. Ngoài lái xe ra là mày còn biết làm gì nữa? Thì ăn ngủ nghỉ. À đi ỉa. À đi ỉa. Ew. Này, thế chẳng nhẽ mày ghi vào CV là ấy, có kinh nghiệm mà tạo ra một cái chất thải kết tủa màu vàng à? Ew. Hôm trước tao thấy mày thay bóng đèn trong phòng, đúng không? Ừ. Thế thì bây giờ mày ghi thế này nhá. Tôi đã qua đào tạo và thuần thục trong việc lên kế hoạch và triển khai hệ thống chiếu sáng với mức độ an toàn gần như là tuyệt đối trong khoảng thời gian ngắn. Hệ thống này đã được các kỹ sư và các nhà khoa học trên toàn thế giới công nhận. Ôi, được luôn bạn ơi. Được luôn. Để tao nghĩ cho một cái đấy nhá. Được rồi, tao sẽ ghi là tôi có khả năng tốt trong việc ổn định tâm lý cũng như giải tỏa căng thẳng về mặt cảm xúc cho người khác. Là một chuyên gia về tư vấn tâm sinh lý, tình cảm, sức khỏe sinh sản cũng như là một chuyên gia về kinh tế, tôi có thể tạo ra đồng tiền có khả năng lưu động rộng trong nhiều năm và khả năng sinh lời cực lớn, kinh nhờ. Thôi, xuất sắc mẹ luôn. Ủa là rốt cuộc mày làm cái gì mà tâm sinh lý, cái gì mà ra tiền? Làm phó.